Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Amen hân hạnh giới thiệu đến quý khách sản phẩm cây chê tầm vông. Tại đây, chúng tôi chuyên cung cấp chê tầm vông tươi và vông khô với nhiều kích thước đa dạng có sẵn như cây dài 2m, 2m rưỡi, 3m, 4m và nhận cắt theo kích thước mà khách yêu cầu. Cây chê tầm vông hiện đang rất được ưa chuộng và sử dụng cho nhiều lĩnh vực cũng như cho nhiều mục đích khác nhau của quý khách hàng. Cây tầm vông có đặc tính nổi trội là thân cây thon gọn, thẳng tắp, vỏ chê sáng bóng, bên trong đặc ruột, thịt chê dày, cứng cáp, dẻo dai, dễ uốn theo hình dạng mong muốn và thuận tiện cho việc thi công trang trí chê trúc. Sometimes I feel tired. Ngoài chê tầm vông thì chúng tôi còn có các loại chê thông dụng khác như chê trúc, chê luồng, chê lồ ô, chê gai và nhiều nguyên vật liệu làm từ tre cũng được bán tại đây. Chúng tôi có đội ngũ thi công chê trúc chuyên nghiệp, nhờ thi công ốp trần, ốp tường, ốp vách, ốp cột, ốp khung hương, làm vách ngăn, làm hàng rào, trang trí theo ý tưởng sáng tạo và yêu cầu của quý khách. Đội ngũ thi công chê trúc của chúng tôi hoạt động chủ yếu tại Sài Gòn và các tỉnh thành lân cận phía Nam như Bình Dương, Long An, Cần Giờ, Đồng Nai. Công ty chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy nên quý khách có thể an tâm tin tưởng chúng tôi. Qua đó, giá thành của chúng tôi luôn là giá cạnh tranh nhất và không tăng giá qua nhiều năm. Với tiêu chí kinh doanh uy tín, chất lượng, giá tốt nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Amen mong muốn đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng. Xin cảm ơn và hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. I just wanna stay here with you, my life. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know.